Mới đây, Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Hội nghị Việt Nam VECA tổ chức đại hội khóa 2. Tại đại hội, lãnh đạo Hiệp hội VECA cho biết, sau khi được thành lập năm 2008, Hiệp hội đã chủ động phối hợp với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng ACS tổ chức 3 hội chợ hàng Việt chất lượng cao, ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Triển lãm và Hội nghị của Ai Cập, phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại khảo sát và xây dựng báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động hội chợ triển lãm và hội nghị tại Việt Nam v.v. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động đem lại kết quả tốt, thì nhiều mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong đại hội lần thứ nhất chưa thực hiện được, như xuất bản tạp chí của Hiệp hội, xây dựng bộ giáo trình đào tạo kỹ năng tổ chức hội chợ triển lãm để giảng dạy cho hội viên v.v. Trước những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp thành viên, lãnh đạo Hiệp hội cho biết sẽ tiếp thu và đưa vào điều lệ hoạt động của Hiệp hội trong khóa 2. Tại đại hội, các thành viên của VECA đã bầu ra ban chấp hành Hiệp hội